chào các bạn. Thì trong chương trình hôm nay, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, sẽ chia sẻ với các bạn chuẩn bị những cái vật cực dùng nào trước khi đi du học Singapore. Đầu tiên đó là chuẩn bị hành lý, thì các bạn sinh viên cần phải chuẩn bị những cái đồ dùng cơ bản sau đây. Quần áo mùa hè, thì nhiệt độ ngoài trời ở Singapore thường là dao động từ khoảng 28 đến 34 độ. Các bạn cũng lưu ý là nhiệt độ trong các tòa nhà thì chỉ từ khoảng 21 độ mà thôi. Và cần chuẩn bị thêm các loại giày dép thoải mái, tại vì đa số qua đó thì các bạn sẽ đi bộ nhiều. Hai bộ chân ga gối, chuẩn bị từ điển tiếng với tiếng bản địa và các đồ dùng học tập khác. Máy tính xách tay có thể hoặc là không. Đồ khô, mì gói hoặc là các gói bánh dùng trong các trường hợp là khi mà bạn chưa quen với lại thức ăn tại Singapore. Các đồ dùng vệ sinh cá nhân. Và các bạn cũng cần lưu ý đó là khi đi máy bay thì thường các bạn chỉ mang theo được hành lý là 20kg miễn phí. Quy định số hành lý miễn phí thì được mang tùy thuộc vào cái từng hãng hàng không khác nhau. Vì thế là khi đặt vé máy bay thì các bạn cần kiểm tra là số con miễn phí quy định của hãng máy bay mà các bạn đặt vé nhé. Các bạn cũng tuyệt đối không nên mang hành lý hộ người khác. Nếu hành lý đó là các loại hàng hóa bị cấm, bị kiểm soát hay là phải nộp thuế thì các bạn phải chịu trách nhiệm. Và theo luật của Singapore thì việc sử dụng loại thuốc gây nghiện được coi là hành vi phạm tội nghiêm trọng, hay là buôn bán, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc gây nghiện, hay là có thể là bị xử tội tử hình. Và việc là sử dụng mà không phép có thể là bị ghép vào tội là rất nặng. Và khi mà tới sân bay thì bạn cũng cần kiểm tra xem là bạn đã mang đủ các thứ như là hộ chiếu của bạn, thì kiểm tra là có còn hạn sử dụng hay không, ít nhất là 6 tháng, giấy tờ vé máy bay, visa nhập cảnh v.v. Và một số nhân tiện đây thì Tân Đại Dương cũng chia sẻ cho các bạn cái chi phí sinh hoạt khi mà đi du học tại Singapore. Và khi mà bạn lên kế hoạch ngân sách chi tiêu, hay là bạn hãy tính toán với những cái khoản như là chi phí nhà ở, nè, sách vở, đồ dùng học tập, ăn uống, chi phí khám chữa bệnh, hay là cái chi phí về thông tin liên lạc, chi phí đi lại, chi phí dịch vụ công cộng, và ngoài ra thì còn nhiều khoản chi phí khác nữa. Và một sinh viên quốc tế khi đi du học tại Singapore thì các bạn chi tiêu khoảng là một tháng thì từ tầm 800 đến 1.200 đô la Singapore một tháng. Cái này thì nó còn tùy thuộc vào cái khả năng chi tiêu của từng bạn. Và khi mà qua Singapore thì các bạn nên mang lượng tiền mặt và đủ chi tiêu ít nhất là trong vòng 2 tuần. Một số chi phí mà Tân Đại Dương có thể là đưa ra để cho các bạn tham khảo như là chi phí nhà ở thì dao động tầm từ 400 đến 800 đô một tháng. Chi phí đi lại thì từ tầm khoảng 30 đến 80 đô. Ăn uống thì từ 300 cho đến 450. Và một bữa ăn thì tầm khoảng là từ 3 đến 4 đô sinh. Chi phí điện thoại liên lạc thì từ 30 đô sinh trở lên, tùy thuộc vào cái việc sử dụng của từng bạn. Ngoài ra thì những cái chi phí khác có thể dao động từ 100 đến 200. Chi phí này tùy thuộc vào khả năng chi tiêu của từng bạn cũng như là khả năng tài chính của từng gia đình. Mọi thông tin thắc mắc về hồ sơ du học Singapore như thế nào, thủ tục ra sao để được hướng dẫn chi tiết hơn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng của Tân Đại Dương ở địa chỉ quận 1, quận 5 hay là ở Nha Trang, hoặc có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là televn.com.